Hi, xin chào các bạn đã đến với căn bếp của Coder Khen Khúc. Món bánh gato flan chắc là không xa lạ với mọi người đúng không? Nhưng mà để cho chiếc bánh của mình có một cái lớp mặt tráng gương và lớp gato không bị ướt thì rất là cần một cái công thức mới mà hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Cái món bánh gato này có lớp flan cheese rất là mềm mịn và béo, và lớp gato thì bằng cà phê tươi. Nhưng mà hôm nay quay đến đây thì hơi sự cố một xíu. Rất may là mình vẫn còn một chiếc bánh sơ cua. Chiếc bánh này thì không đẹp bằng chiếc bánh trước tại vì lớp caramel hơi mỏng. Nhưng mà không sao, cái bánh của mình vẫn rất là ngon nè. Lớp gato rất là khô các bạn có thể thấy, và lớp flan thì siêu mềm mịn, béo và núng nính luôn. Lớp caramel ở trên thì đỉnh của chóp luôn á. Cái bánh này nó rất là ngon á, nhưng mà làm không hề khó tí nào đâu. Mình chỉ cần làm lần lượt 3 lớp giống như mình đang thấy ở đây là được. Đầu tiên là lớp caramel, tiếp tới là lớp flan, cuối cùng là lớp gato. Để làm lớp thạch caramel thì phần nguyên liệu mình đã để trên màn hình rồi. Mọi người chỉ cần ngâm gelatin với nước. Mình ngâm sao vừa đủ ngập thôi. Và nếu mà hơi thiếu thì mình cho một xíu nước vào như thế này, để cho vừa đủ ngập. Mình ngâm gelatin khoảng 15 phút. Sau đó mình nấu đường với nước. Thì mình nấu ở lửa to lúc đầu cho đến khi nổi bong bóng như thế này, rồi bắt đầu mình chuyển xuống lửa nhỏ. Và khi mình vừa chuyển vàng một cái là mình bắt xuất bếp liền, tại vì lúc này nó dễ cháy lắm. Và mọi người nhớ trong quá trình nấu mình tuyệt đối không khuấy nha, để cho đường của mình không có bị lại đường. Khi mà nó vừa sôi như thế này, vừa bắt xuống bếp thì mọi người bỏ một muỗng nước vào. Và lúc này lưu ý là cẩn thận, tại vì lúc này nó rất là dăng và bỏng rất là nóng luôn á. Cho nên mọi người cẩn thận nấu để không bị bỏng nha. Và tiếp theo là mình sẽ cho gelatin vào và mình bắt lại lên bếp. Thì bếp nhà mình còn hơi nóng á, thì nó sẽ làm cho gelatin của mình dễ tan hơn. Và sau đó mình lọc qua rây để loại bỏ cái bọt, thì cho lớp mặt tráng gương của mình nó đẹp hơn. Và mình bỏ tủ lạnh khoảng 1 tiếng để cho cái nào lớp gelatin của mình nó đông lại là được. Rồi tiếp theo mình chuẩn bị cái phần flan. Nguyên liệu cho phần flan này thì mình đã để trên màn hình rồi, mọi người quan sát giúp mình nha. Thì phần nguyên liệu mình chia ra làm hai phần, phần trứng và phần còn lại. Phần còn lại bao gồm sữa tươi, sữa đặc, cốt dừa, đường và cream cheese. Mình hòa quyện cái hỗn hợp này lại và mình bỏ lên bếp mình đun đến khoảng 60-70 độ để cho cái hỗn hợp của mình hòa quyện hết, tan đường. Lát nữa mình bỏ vô trong cái phần trứng của mình thì nó sẽ không bị lợn cợn. Cái nữa là khi mà mình để cho cái hỗn hợp ấm á, mình đổ vào trong cái hỗn hợp trứng á, thì nó sẽ khử hết được bong bóng và khử được cả mùi tanh. Một cái mẹo rất là hay mà mình học được để làm cho flan của mình không bị rỗ á, chính là đổ hỗn hợp sữa ấm vào trong cái hỗn hợp trứng. Thì hỗn hợp sữa ấm nó sẽ khử những cái bọt khí, nguyên nhân mà làm cho flan của mình bị rỗ. Và một cái mẹo nữa là các bạn bỏ một ít rượu rum với lại một ít vani vào trong cái hỗn hợp trứng, nó sẽ khử cái mùi tanh nha. Mà các bạn cũng không lo lắng khi mà mình sử dụng rượu đâu, tại vì khi rượu mà mình đun lên thì hơi rượu nó đã bay hết rồi nên không có sao hết á. Sau đó mình lọc cái hỗn hợp này, hỗn hợp sữa ấm á, mình bỏ vào trong cái hỗn hợp trứng. Mình nhớ lọc nha, tại vì ở trong này có cream cheese á. Nếu mà các bạn không dùng cream cheese thì có thể không lọc cũng được. Mọi người nhớ khuấy cho cái hỗn hợp hòa quyện cho thật đều nha. Nếu mà mình không có khuấy đều á, lát nữa cái lớp mặt bánh flan của mình nó sẽ hình thành một lớp da trứng dày á, nó sẽ không ngon và bánh của mình sẽ không mềm mịn núng nính nữa. Và lưu ý là mọi người khuấy đều theo một chiều. Và mình không nhấc cái cây phới lòng ra khỏi tô để cho không khí nó không bị lọt vào, hình thành bọt khí nó sẽ rỗ bánh. Một lưu ý cũng rất là quan trọng nữa là mình phải lọc ít nhất 2 lần. Lọc qua rây ít nhất 2 lần để bánh của mình được mềm mịn. Chuẩn bị xong phần flan rồi, mình sẽ chuẩn bị đến phần gato. Nguyên liệu mình để trên màn hình rồi, mọi người theo dõi giúp mình nha. Cái phần gato hôm nay mình sẽ làm một phần gato rất là đặc biệt, đó là gato cà phê tươi. Đây là một cái phiên bản biến tấu của gato sô cô la tươi mà một thời rất là hot trên mạng xã hội. Thì mình chỉ cần để một tô nước nóng và mình cho sữa, dầu ăn và sô-cô-la vào, mình quậy đều để cho cái phần sô-cô-la của mình nó được tan chảy ra, nó hòa quyện vào phần sữa và phần dầu ăn. Mình nhấc cái tô sô-cô-la ra khỏi tô nước nóng và bỏ 3 lòng đỏ trứng vào. Mình dùng công thức tách lòng nha. Sô-cô-la các bạn dùng sô-cô-la nào cũng được nha. Mình dùng sô-cô-la cầm bao, nếu các bạn thích vị đắng hơn thì có thể dùng sô-cô-la nguyên chất loại 60-70% cacao. Thì sau đó mình sẽ rây bột mì và bột cà phê vào. Bột cà phê đây mình cũng dùng bột cà phê nguyên chất loại không đường. Thì loại không đường này mình rây vào á, nó mịn thì nó mới tan được. Và nếu thời tiết lạnh á, thì các bạn nên để tô hỗn hợp này vào trong một cái tô nước ấm. Nước ấm đó nha. Nếu các bạn để tô nước nóng là nó chín trứng là không có được đâu. Còn nếu mà thời tiết như Sài Gòn thì cũng không cần thiết, tại vì nó sẽ không có đông cái sô-cô-la của mình lại. Tiếp theo thì mình đánh bông lòng trắng trứng. Và mọi người lưu ý là đánh từ từ thôi, từ tốc độ thấp cho đến tốc độ trung bình, không đánh nhanh quá. Lòng trắng trứng mà bông càng nhanh á, thì càng không ổn định, càng dễ xẹp, nguyên nhân mà làm cho bánh bông lan của mình bị xẹp đó.
thì mình đánh, mình chia đường làm hai lần và mình cho vào, mình đánh cho đến khi mà cái hỗn hợp lòng trắng trứng mình đạt chóp ngoặc như thế này. Thì mình bốc hai muỗng lòng trắng trứng mình trộn vào hỗn hợp bột, mình dùng cái phới lòng á mình trộn đều, mục đích là để cho cái hỗn hợp bột của mình lúc này nó lỏng ra để mình dễ trộn phần sau. Tiếp theo thì mình chuyển qua phới dẹt để mình trộn. Khi chuyển qua trộn bằng phới dẹt thì mọi người lưu ý là trộn nhẹ nhàng và trộn đúng kỹ thuật phâu để cho cái bọt khí của mình không bị vỡ. Thì đây là một nguyên nhân để làm cho bánh gato xẹp, và đặc biệt trong gato flan á sẽ làm cho cái phần gato nó chìm xuống dưới đáy. Và khi mà trộn được 2/3 phần lòng trắng trứng thì mình đổ ngược cái tô này vào trong cái tô lòng trắng trứng và mình trộn đều tiếp. Sau khi mình làm xong lớp gato rồi á thì mình lấy cái khuôn mà đã đổ caramel ra khỏi tủ lạnh, và mình phải chắc chắn rằng lớp caramel này nó đã đông lại, tại vì lát nữa mình đổ lớp flan vô mà caramel này chưa đông lại á thì nó sẽ không tách thành hai lớp đâu. Mình bôi một lớp dầu mỏng xung quanh khuôn và mình chỉ bôi nửa khuôn thôi để lát nữa mình lấy cái phần flan ra cho dễ. Và sau khi mình đổ flan vô á thì mình thấy có những cái bọt khí trên mặt như thế này, mình dùng muỗng mình hớt hết những cái bọt ra đi, hoặc là mình dùng cái tăm mình chọc vỡ những cái bọt khí để cho lát nữa cái phần mặt của mình nó sẽ không bị rỗ. Tiếp theo mình sẽ đổ phần gato vô, tại vì phần gato nó nhẹ nên sẽ nổi trên mặt thì nó sẽ hình thành lên 3 lớp. Và mọi người nhớ là dùng một cái đũa hoặc là cái tăm á, mình đi một đường xoắn ốc xung quanh cái phần gato này để loại bỏ hết cái bọt khí to trong phần gato. Và bánh này mình sẽ nướng theo phương pháp cách thủy. Mình nhớ là bật lò trước 10 phút, nhiệt độ dưới 140 độ, nhiệt độ trên 130 độ, và mình nấu nước sôi trước. Và khi bỏ vô nướng các bạn nhớ lót một cái khăn ở dưới. Mình lót cái khăn dưới lớp khuôn để hạn chế nhiệt nó hấp thu vào trong cái flan của mình, một trong những cái nguyên nhân mà làm cho flan của mình bị rỗ. Thì với nhiệt độ như vậy á, lò nhà mình nướng bánh 50 phút là bánh chín. Các bạn có thể kiểm tra bằng cách xiên que tăm, nếu mà rút tăm ra tăm không còn ướt thì bánh đã chín rồi. Sau khi bánh chín thì mình tắt lò, tiếp tục để bánh trong lò 10 phút nữa để cho cái phần flan nó chín từ từ. Và sau đó mình lấy ra để bánh nguội. Và mình để nguyên cái khuôn như vậy vào trong tủ lạnh ít nhất 6 tiếng mình mới lấy bánh ra. Cái này rất là quan trọng nha, mình để 6 tiếng thì cái phần mà flan nó sẽ dính chặt vào phần gato, không làm bánh mình bị nát khi lấy ra. Ở trong clip này mình dùng khuôn 15 nhưng mà các bạn nên sử dụng khuôn 16. Với cái định lượng mình để trong cái phần clip này là có thể sử dụng cho hai khuôn 16 nha. Vì video khá là ngắn nên nếu có thêm bất kỳ lưu ý nào mình sẽ ghi vào mục mô tả nha. Rất mong là video này hữu ích cho mọi người. Và nếu hữu ích thì mọi người nhớ bấm like, subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip.